Tao không hiểu sao nó dám vác cái mặt này đi học nữa. Để vậy mày vô cái lớp toàn trai xinh gái đẹp. Nghĩ đi cưng, nhục lắm. Đù mẹ, bữa nay tụi bay gan quá ha. Mấy nay bố mày dạy tụi bay nên tụi bay lên mặt không? Biến! Bé không có cần phải sợ. Sau này vô trường á, có đứa nào ăn hiếp em á, em cứ nói tên anh. Anh là Thiện Gấu. You are strong, you are brave, you are all you meant to be. Everything you ever dreamed. Mà nếu em chịu trang điểm lên á, em cũng đẹp như tụi nó vậy thế. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side and thank God for you. Mà mình cúp học hoài vậy có sao không anh? Có sao đâu em, lẽ nhảy hoài, nãy giờ anh bài thuốc chết nè. Ừ, nói thì hay lắm, bởi vậy mới bị đuổi học đó. Im mày, bớt nói lại cho cái đầu mày bớt thẹo. Dạ em đang ngoài đường nè, hôm nay tiện đường qua đây, em đón con bé Tâm luôn. Mà nãy giờ em vẫn chưa biết chị là ai. Em học ở đây nhiều rồi, chắc em nghe tiếng của nó đó. Bạn chí cốt của anh, Linh Tây. Hello Sơn. Mới mốt trong trường á, đứa nào mà kiếm mối với em cứ chỉ qua chị hỏi thăm tụi nó ha. Từ lúc mà em quen anh Thiện đến giờ á, không có đứa nào dám bắt nạt em hết á chị. Chị ơi, cho em cốc nước cam nha. Mẹ em, sao hôm nay mẹ em lại tới đây trời? Sao em không tắt chuông? Thì hồi sáng có vô lớp đâu nên em không có tắt. Tâm, Tâm. Ê. Tại sao con nói với mẹ là con lên trường sớm để làm bài tập? Con nói mẹ nghe, từ khi nào mà con đi chơi giao du với đứa vô học như vậy hả? Rồi còn phấn son này lại như thế nữa. Con xin lỗi, lần sau không như vậy nữa. Mẹ cấm con, mẹ không muốn nhìn thấy con giao du với đứa vô học như thế nữa, nghe chưa? Nhưng mà... mẹ nói không là không. Con nghĩ mẹ chưa từng trải qua tuổi như con sao? Nên mẹ biết cái gì đúng cái gì sai, con đùa cái. Mới tí tuổi thôi mà đua đòi bác Trinh cái xấu rồi. Từ trước đến giờ mình nghĩ nó ngoan, hàng xóm khen mình tự hào. Bây giờ thì lòi ra tục năm tục ba mình đứa cô hồn. Nhưng mà có làm gì xấu được hả? Dù con nghỉ học là xấu đấy à? Con nhìn lại con xem, nhưng đứa ăn chơi không có con xinh gì cả. Mẹ cho tiền con mua kem dưỡng da nha. Không cần xài ba cái hóa chất đó làm gì đâu con, hỏng hết da. Nhưng mà con đọc trên mạng á, người ta nói là trên 14 tuổi là có thể xài kem dưỡng da rồi. Con nên nhớ, tuổi con là tuổi ăn tuổi học chứ mày đua đòi. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ đưa đón con đi học. Con đừng nghĩ chuyện nghỉ học nữa. Mà mẹ cũng nói chuyện với cô rồi đấy. Con ngứa với rát lắm mẹ ơi. Đi
Tiền ở đâu có mua cái này? Hết bao nhiêu? Tiền mẹ cho con á, hết có 35 ngàn thôi. 35 ngàn? Vậy mà con thắp sức lên mặt của mình hả Tâm? Ai bán? Con dẫn mẹ đẹp vào họ. Thôi, có gì để hôm sau con hỏi lại chị coi sao. Con coi trọng họ hơn cả mẹ hả? Con biết là mặt của con đi khám hết bao nhiêu không? Mà con còn bao che cho họ như thế? Mẹ lúc nào cũng là con hết á. Con là con gái của mẹ, con cũng chỉ muốn xinh đẹp thôi. Con có làm gì sai đâu. Làm gì em chìm kính mít vậy Tâm? Sao rồi? Cho em chị đưa em xài thấy hay không? Trời, chị coi nè, em mới xài có một lần à, con mặt em thành ra như thế này đó. Bây giờ chị tính sao? Nè, cái em tao bán biết bao nhiêu năm nay, mày đừng có xài tào lao rồi đổ thừa cho tao nha. Anh làm gì đấy chứ? Chứ cái mặt em như thế này. Thôi mày nghĩ gì vậy bé? Thằng Hiền nó là bạn của chị biết bao nhiêu lâu, không lẽ nó đi bên mày mà nó bỏ chị? Này là chuyện của con gái, anh không có tiện xen vô đâu. Với lại anh nghĩ á, tụi mình cũng nên dừng lại đi. Chứ quen nhau mà gặp nhau khó khăn vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Đi đến bây giờ. Đi vào đây. Con thấy hậu quả mình chưa? Con nghỉ học một buổi thôi, lỗ hổng kiến thức nó nhiều thế nào rồi mà giờ nó nghỉ mấy buổi. Mẹ lúc nào cũng đúng hết á, lúc nào cũng la con, lúc nào cũng cấm con làm này làm kia, nhưng có bao giờ mẹ tự hỏi tại sao con lại làm như vậy chưa? Mẹ để ra con đó Tâm, một tay mẹ nuôi nấng con, tại sao mẹ không hiểu con chứ? Con thấy những hậu quả mà con cãi mẹ chưa? Nhưng mà không làm như vậy thì con phải làm như thế nào bây giờ? Bạn bè trong lớp ai cũng trêu chọc con, nói là con xấu xí, con quê mùa để bắt nạt con. Nếu như mà con không quen anh Thiện á, thì lấy ai để bảo kê cho con? Bây giờ cũng vì mẹ mà anh ấy bỏ con đi rồi đó. Mẹ thì hiểu cái gì chứ? Con là cấp 3 rồi, không quen ai được của con. Con muốn trắng trẻ xinh đẹp như người ta. Ra đường người ta chê con đen không à? Đây ngồi với mình. Để giải quyết những vấn đề này ấy, mẹ con mình nên có một cuộc trao đổi. Con có người yêu chỉ là để bảo vệ con thôi sao? Nhưng mà anh ấy cũng tốt với con nữa. Mẹ biết là ở tuổi này con bắt đầu biết yêu, biết thích. Nhưng con phải chọn cho mình một người phù hợp để cùng nhau cố gắng giúp đỡ nhau đi lên, chứ không phải là tình yêu nam nữ đơn thuần. Nhưng mà không có anh Thiện thì để ai bảo kê cho con bây giờ? Con có bao giờ nghĩ là con cần sự giúp đỡ của cô hay là mẹ chưa? Con cũng nói rồi, mà mẹ có giúp được gì đâu. Tâm thử nghĩ lại xem, dạo gần đây các bạn có bắt nạt con nữa không? Huệ chuyên y chú hoa tiêu vô biên. Mẹ thường xuyên tới đón con vì sợ con sẽ bị bắt nạt ở ngoài đường, có đúng không? Sao? Con không thích à? Sao mẹ không nói cho con biết? Mẹ biết tất cả cách giải quyết nhưng mà lại không nói cho con biết. Mẹ cứ nghĩ là mẹ đã trải qua chuyện này rồi nên mẹ tự giải quyết, cũng muốn con làm theo. Nhưng mẹ quên giải thích cho con rằng mẹ giải quyết như thế nào.
mà mẹ cũng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con rồi đấy. Cô ấy sẽ công tác tư tưởng lại với các bạn. Mẹ mong rằng sau này khi con gặp chuyện gì, người đầu tiên con nhớ tới là mẹ. Còn vẻ bề ngoài, con là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Con chỉ cần ăn uống rau xanh và ngủ rất đầy đủ thôi là tự khắc xa đẹp nên à. Cảm ơn mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.